con thấy chưa? Bây giờ cái nhà đó thấy ăn không được thì làm ầm lên. Ba mẹ con Hà lên tới tiệm bánh mì chửi bới ba con kia kìa. Đúng là gia đình chợ búa, không biết chuyện gì hết, cho nên dạy con cái cũng không có ra gì. Con cũng không ngờ là Quang nó quen với người như vậy nữa. Thôi, mẹ đi guốc ở trong bụng nhà đó hết nè, cũng nhắm vô gia sản nhà mình hết chứ không phải đơn giản đâu. Mẹ, mẹ nói ba mẹ Hà lên đây hả? Ừ, ba mẹ nó lên tới tiệm bánh mì chửi bới ba con sùm, làm không về đây kiếm chuyện với mẹ kìa. Nếu ba mẹ Hà biết chuyện thì chắc cũng sẽ biết Hà đang ở đâu. Có khi nào mẹ con Hà đang ở quê không? Quang, giờ này còn đi đâu vậy? Con đi kiếm Hà. Nè, đứng lại đó. Quang, Quang. Trời ơi, đó con thấy chưa? Thiệt là hết nói nổi rồi mà. Con không biết là chừng nào gia đình mình mới được yên ổn luôn hả mẹ? Gặp Hà cái. Hà ơi, cô ơi, chú ơi, Hà ơi, Hà. Con đến đây làm gì nữa? Tôi đã nói rõ ràng với là gia đình cậu rồi. Kể từ giờ phút này hai bên không còn liên hệ gì hết. Dạ chú ơi, chắc là có hiểu lầm gì rồi, cho con giải thích cái đã. Hiểu lầm à? Chuyện nó sáng như ban ngày mà nói hiểu lầm à? Con Hà nó đau khổ bao nhiêu năm, cậu còn chưa chịu buông tha cho nó sao? Con nè, kể từ bây giờ đừng bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Lần sau á, tôi sẽ không nói chuyện khách sáo như vậy đâu. Cô cho gặp Hà đi cô. Con có chuyện muốn nói với Hà. Còn chuyện gì đâu mà nói. Cậu mau về đi, không thì mẹ cậu sẽ mất công đến đây để mà tìm cậu đó. Dạ không được cô. Nhà tôi á không có tiếp nổi quý nhân như mẹ con của cậu đâu. Cô bình tĩnh đi cô. Cô cho con gặp Hà đi. Con có chuyện muốn giải thích. Đủ rồi, không có vấn đề giải thích hết đó. Tôi không muốn nghe bất cứ chuyện gì từ cậu hết. Những gì mà cậu hứa gia đình tôi, cậu đã làm được gì hả? Hỏi tới là cậu nói là đã sắp xếp, đã sắp xếp. Sắp xếp kiểu như cậu hả? Là để cho mẹ cậu hành hạ, nhục mạ con hàng nhà tôi phải không? Dạ không phải đâu cô. Có sự hiểu lầm gì đó. Con đã cố gắng thuyết phục mẹ con rồi, nhưng mà không biết tại sao. Tại sao? Chuyện rõ rành rành như vậy, chẳng qua là cậu không muốn hiểu mà thôi. Nói thiệt nha, trên đời này khó ai có thể sống nổi với mẹ của cậu. Người gì đâu mà lòng dạ ác độc dễ sợ. Cô làm ơn cho gặp Hà gặp Ken đi cô. Dù sao con cũng là ba của Ken mà. Ken cần con, với lại con cũng nhớ Ken lắm. Bây giờ cô cho con gặp Hà với Ken đi. Cô muốn con hành hạ con sao cũng được. Gặp nhau thì được gì chứ hả? Cho dù nó có tha thứ cho cậu, tôi thì không thể chấp nhận con gái của tôi cũng như cháu của tôi sống chung một mái nhà với một người đàn bà độc ác như mẹ của cậu. Cậu mau về đi hả? Thấy nó khổ vậy chưa đủ hay sao? Mau về đi, tránh ra. Cô bình tĩnh đi cô. Dạ được rồi, dạ được rồi. Cô làm ơn đưa Ken con đi cô. Thằng Ken nó không có thiếu đồ chơi. Cậu mau mang về đi. Cô,
Cô, đây chỉ đồ chơi của con nít thôi mà cô. Cô làm ơn cô đưa cho Ken giùm con đi cô. Làm ơn đưa giùm con đi cô. Được rồi, tôi đem món đồ này cho thằng Ken giùm cậu. Còn cậu, cậu mau về đi. Cái này con mua cho Ken mà chú. Đừng nghĩ là có tiền á là muốn mua cái gì thì mua, để mà lấy lòng người khác hả? Tính ép buộc thằng Ken để mà gây áp lực cho mẹ nó phải không? Dạ con không có ý đó. Không có ý đó hả? Tôi thừa biết thủ đoạn của mấy người mà. Tính bắt thằng Ken về nuôi chứ gì. Xin lỗi à, nó là cháu ngoại của tôi. Muốn bắt nó hả? Phải bước qua xác của tôi. Dạ chú, con có ý đó chú ơi. Thật ra là con chỉ mua đồ chơi cho Ken thôi, chứ con không có ý giành giật gì hết chú ơi. Thôi mà, đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Mà tôi không hiểu là con gái tôi kiếp trước nó mắc nợ cậu cái gì mà bây giờ nó phải chịu đủ điều tai tiếng nhục nhã khi phải nuôi một đứa con. Và giờ bây giờ nữa, nó phải chịu sự hành hạ của mẹ cậu nữa. Từ nay thằng Ken nó không có ba. Hà Ken đi chú. Chú ơi, con nghe nè mẹ. Con đang ở đâu? Sao chưa về nữa? Con đang ở dưới quê Hà. Cái gì? Con làm cái gì dưới đó mà giờ này chưa chịu về? Con nhỏ đó níu kéo con, không cho con về đúng không? Mẹ con lớn rồi, không cần ai phải cho phép hết á. Không còn chuyện gì nữa con cúp máy đây. Nè, chừng nào thì con mới về? Chừng nào cô ý đồng ý về cho con mới về. Nó không có về nữa đâu. Con đừng có bám theo nó nữa, đừng có tự làm mất mặt mình. Mẹ tìm đủ mọi cách đối phó của Hà thì mẹ phải biết được phản ứng của con như thế nào chứ. Nó mét với con đó hả? Không chuyện gì nữa con cúp máy nha. Tại sao lúc nào con cũng chống đối mẹ vậy hả? Bộ con không cãi lời mẹ con không chịu nổi hay sao? Cãi lời. Một tiếng là mẹ nói con cãi lời. Từ nhỏ tới lớn con đều sống theo kỳ vọng của ba mẹ. Gia đình muốn học kinh tế, con học kinh tế. Gia đình mới có tiếp quản công ty, con đã tiếp quản công ty rồi. Bây giờ hạnh phúc của con, ba mẹ cũng nhúng vô là sao? Ba mẹ cũng quyết định thay con là sao? Mẹ lúc nào cũng nói với con, lúc nào mẹ muốn tốt cho con. Nhưng mẹ nghĩ là đi, mẹ muốn tốt cho con hay tốt cho gia đình của mình? Con Quang, em có biết là mình đang nói gì với mẹ không hả? Mẹ thương em, lo lắng cho em mới nói như vậy. Tại sao lại ăn nói như vậy với mẹ chứ? Chẳng lẽ bây giờ gia đình không quan trọng với em mà cô ta hay sao hả Quang? Lại là gia đình. Một tiếng gia đình, hai tiếng gia đình. Có gia đình là hạnh phúc, để cho một người phải khổ không hả chị? Hả? Quang, nó cúp máy luôn rồi mẹ. Trời ơi, tức quá mà. Con nghe thấy chưa? Nó nói là mẹ không thương nó. Trời ơi, mẹ mang nặng đẻ đau, mẹ lo cho nó từng miếng ăn giấc ngủ. Vậy mà bây giờ nó nói là mẹ không thương nó kìa, con thấy chưa? Mẹ bớt nóng giận đi. Chắc là cô ta tác động gì tới nó đó. Chứ Quang hồi nào tới giờ đâu có bao giờ mà gây gắt hay là nói chuyện chống đối với mẹ như vậy đâu. Con nhỏ này dám mét với thằng Quang, đúng là cái thứ hồ ly tinh mà. Cũng tại vì nó mà thằng Quang mới không coi gia đình mình ra gì hết. Chắc là bây giờ nó đang hài lòng hả dạ lắm. Mẹ đã quá coi thường nó rồi. Được, mẹ sẽ không để cho nó toại nguyện đâu.